Tập 46. Tự Kiến, có phải con muốn nói gì với mẹ không? Con muốn bảo ta là con không muốn cưới Thôi Lệ, đúng hay không? Mẹ, người con yêu là Mật Tỷ mà. Được rồi, từ nay về sau con không được nhắc tới nữ nhân đó nữa. Mẫu thân, mỹ nhân từ xưa đã họa thủy rồi. Chân mật lại càng gây loạn. Thế mà con còn tiêu tụy vì nó. Cái kẻ gây chuyện giả tình giả ý, kẻ gây chuyện mẫu thân, Mật Tỷ không phải người như thế đâu. Sao Mật Tỷ có thể chọn đại ca chứ? Con nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Chúc nàng và đại ca mãi mãi hòa hảo. Đời này con sẽ chẳng yêu ai nữa. Đời này con sẽ chẳng yêu ai nữa. Con, Tự Kiến, con tội gì mà phải thế chứ? Lệnh cha như lệnh quân. Sao có thể không nghe lời cha được? Mẹ, người nghe con nói, chuyện gì con cũng đồng ý. Nhưng chuyện hôn sự thì không được. Nhưng chuyện hôn sự thì không được. Tự Kiến, đứa nhỏ ngốc này, nếu con còn tiếp tục quậy như thế này, tính cha của con thế nào cô cũng đâu phải là không biết. Con cứ quậy mãi, ông ấy sẽ tức giận đó. Đến lúc đó, e là sẽ ban chết cho Chân Mật. Hai đứa các con, Tự Kiến à, nghe lời của mẹ. Theo mẹ thấy, Thôi Lệ cái gì cũng hơn Chân Mật hết. Con quên Chân Mật đi, yêu thương Thôi Lệ đi con, được không?
Không cần đâu. Không biết tại sao Bần tỷ lại đồng ý gả cho đại ca nữa. Du Ngôn à, ngươi không nghe mẫu thân nói sao? Cha sẽ giết Mật tỷ đó. Vì Mật tỷ, ta chỉ đành chịu vậy thôi. Hoa nở đầy vườn, cỏ xanh như thảm. Ngài chưa từng cùng ta ngắm hoa. Từng đàn bướm bay qua, giống như đôi ta mãi bên nhau. Lòng ta chỉ nghĩ đến thê tử Mật Nhi. Không có tâm trạng ngắm hoa. Ánh mắt Tử Kiến đúng là khó quên. Mật Nhi mắt rưng rưng nhìn đó. Tây viên đẹp như thế, từ nay về sau ngày thường cùng ta đi dạo nhé. Cuối hạ gió thu cũng đang về. Lá với cây sắp rời xa rồi. Ta mặc kệ. Nói chung là ngài là mất hứng quá chừng. Được rồi, chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi. Ta không sao đâu. Nhớ xuân xưa dạo phù chung trì, bóng giai nhân xinh đẹp biết bao. Qua trước mắt từng cặp ân ái, giờ chỉ có thể thầm tương tư, thầm thở than. Nhìn ngài yếu ớt đi không vững, tôi lại thấy rất lo lắng. Mặc dù danh phận đã định,
vẫn có vài lời chẳng dám nói, chẳng dám nói. Bóng liễu lả lướt thu sắp về, bao chuyện xưa lại trở về. Ái là chiếc khóa, tình là gông cùm. Trời đất dù rộng lớn vẫn chẳng thể trốn, chẳng thể trốn. Tử Kiến, có gió rồi, chúng ta nên về thôi. Ta muốn đến ngọn núi giả phía trước. Muốn ra núi giả sao? Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Thì ra là Tam công tử và Tam phu nhân ra Tây Viên chơi hay sao? Gặp đại ca mà không ra chào hỏi hay sao? Đại ca, tiếng đại ca này của đệ nghe có vẻ như chẳng cam tâm tình nguyện gì nhỉ? Đệ ốm rồi hay sao? Ta, Tam công tử, bên ngoài gió lớn, sức khỏe là quan trọng nhất. Mấy hôm nữa là ngày đại hôn rồi, ngài cần phải bảo trọng đó. Tử Kiến à, đi thôi. Khoan đã. Đại ca, có việc gì không? Tử Kiến, ta trịnh trọng nói cho đệ biết. Từ nay về sau, gặp thê tử của ta, đại tẩu của đệ, thì phải chú ý lễ tiết một chút. Tử Kiến, mẫu thân, chẳng lẽ không có cách nào khác nữa hay sao? Đúng vậy mẫu thân, chẳng lẽ là người nhẫn tâm nhìn Tử Kiến suốt ngày uất ức buồn khổ, chịu dày vò đau đớn mãi sao? Các con cũng thấy rồi đó, không phải ta không giúp Tử Kiến, mà là chân mật đứng trước mặt tướng gia, thừa nhận trong lòng cô ta chỉ có Tử Hoàng mà thôi. Ta còn gì để nói nữa? Mẫu thân, con cứ thấy kỳ lạ lắm. Con nghe Thôn Bụi Bụi nói trước đó Trương tỷ tỷ trốn Tử Kiến như mất tích rồi vậy, đi đâu cũng không tìm được. Không ngờ tỷ ấy vừa xuất hiện đã nói hành động khó hiểu như vậy. Đúng, ta cũng từng tìm đến chân Bụi Bụi rồi, có thể nhận ra đúng là Bụi ấy có điều khó nói. Ngoài miệng Bụi ấy nói mình với Tử Kiến chỉ là tình tỷ đệ, nhưng mà thực ra Bụi ấy luôn rất quan tâm đến Tử Kiến. Cô ta thì có gì khó nói chứ?
Dù có thì có thể nói với ta và tướng gia, chúng ta còn làm chủ cho cô ta được. Ta thấy cô ta chỉ là lẳng lơ thôi. Đúng vậy, mẫu thân, Trương tỷ tỷ tuyệt đối không phải người như thế. Có khi chuyện này liên quan tới Quách Tiêu. Cùng một lúc, sau đó lại thấy mình yêu Tử Hoàng hơn, cho nên mới như vậy đó. Đúng thế. Mẫu thân, chúng ta vẫn nên gọi cho tỷ tỷ đến hỏi cho rõ ràng đi. Đúng thế mẫu thân. Đã đến tầm này rồi, hỏi cũng vô ích mà thôi. Trần Lâm không phải là thúc phụ của Chân Mật hay sao? Ông ta cũng nói Chân Mật rất yêu Tử Hoàng, thế chúng ta còn lo lắng linh tinh gì nữa, đúng chưa? Đúng. Mẫu thân, được rồi, không phải nói gì hết. Ngày mai bệ hạ sẽ đích thân đến Đồng Tước Đài chủ hôn cho ba nhi tử của ta. Bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi. Hơn nữa tướng gia cũng đã có lệnh, ai còn dám nhắc tới chuyện này nữa sẽ xử tử Chân Mật. Xử tử hay sao? Trời ơi, dù người Chân Mật thật sự yêu là ai thì bây giờ cô ta đã chọn rồi. Nhưng mà có như vậy thì cũng thành toàn được cho Tử Kiến và Thôi Lệ. Phải làm sao đây? Không biết chuyện này khó xử thật đấy. Đón nhà vua còn rực rỡ hơn Thượng Lâm Ngự Huyển. Vạn tuế vạn tuế. Đồng Tước Đài qua lệ đường hoàng. Đồng Tước Đài thân ngự giá. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thanh bình thân, tạ vạn tuế. Tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa nhận Hoàng đế chiếu giết Thừa tướng Tào Tháo có công với xã tắc, nay sắc phong làm Ngụy Vương, dùng chức danh thay tên thật, vào triều không cần đi danh, được đeo kiếm lên điện khâm thử. Thần tạ ơn bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tào Ái Khanh,
Hôm nay trẫm đến, thứ nhất là để phong Ngụy Dương, còn hai là để chủ trì đại hôn. Bây giờ có thể chính thức bắt đầu rồi. Thần tuân chỉ. Giả hử. Có thần. Bắt đầu đi. Dừng. Lễ thành hôn bắt đầu. Nàng xem. Tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu chiết, thừa tướng Tào Tháo có công với xã tắc, ba người con trai cũng không ít công lao. Hôm nay trẫm ngự giá đồng tước đài, đặc biệt hạ chỉ ban hôn. Chân Mật gả cho Tào Phi, Tôn Dân gả cho Tào Chương, Thôi Lệ gả cho Tào Thực. Nhưng ngày đại hỷ, trẫm đích thân chủ hôn, chúc họ trăm năm hòa hợp, con cháu đầy nhà. Khâm thử. Nhất bái thiên địa. Bình thân. Nhị bái cao đường. Hoàng thượng chủ hôn là chuyện hiếm. Ba đôi tân nhân kết phu thê. Đứng dậy đi. Phu thê giao bái. Có người mừng vui, có người sầu. Có người âm thầm rơi lệ. Lễ thành, đưa vào động phòng.
Tử Kiến, Tử Kiến, Tử Kiến. Dương chủ bộ. Dương chủ bộ, tiệc mừng sắp bắt đầu rồi, cậu còn kéo lão phu ra đây làm gì chứ? Tiệc mừng sắp bắt đầu, Trần đại nhân hỷ sự đầy nhà. Dương mổ đặc biệt chúc mừng Trần đại nhân đó. Dương chủ bộ thế này là làm khổ cho lão phu rồi. Bây giờ Trần đại nhân là người được Dương gia sủng ái, người làm mai cho đại công tử, cũng là đại ân nhân của tam công tử và Chân cô nương. Chân cô nương đại ân nhân. Dương đại nhân, cậu muốn mắng lão phu thì mắng thẳng đi cho xong, sao phải lòng vòng làm lão phu hổ thẹn trong lòng thế? Dương mổ đâu dám. Bây giờ Trần đại nhân như mặt trời ban trưa, Dương mổ định nọ còn chẳng kịp nữa mà, sao dám sỉ nhục Trần đại nhân? Nhưng tâm trạng của tam công tử Dương mổ có thể hiểu được, hiểu sâu sắc, khiến người ta đau đớn mà chẳng làm được gì. Dương lão đệ, Trần Lâm không tham sống sợ chết, chỉ sợ liên lụy người nhà, bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi. Huống hồ chuyện này cũng không hề bất lợi với tam công tử. Không bất lợi. Xin nghe cao kiến. Dương đại nhân, cậu có biết Chân Mật gả cho Tào Phi là có điều kiện gì không? Điều kiện gì? Điều kiện gì chứ? Tào Phi bắt buộc phải từ bỏ ngôi thế tử để tam công tử kế thừa. Tại sao lại như thế? Chuyện này Dương đại nhân, hôm nay đông người quá không tiện nói rõ đâu, hôm khác nhất định lão phu sẽ nói. Được, Dương mổ tin tưởng Trần đại nhân đó. Được, hôm khác sẽ thỉnh giáo sau. Được, nếu đã như thế, Dương đại nhân xin mời. Trần đại nhân xin mời. Mời. Quả nhiên Trần Lâm và Dương Tu là đồng đẳng với nhau. Các người cản trở Tử Hoàng thì đừng trách Quách Tiếu đối phó với các người. Tiểu thư, đêm nay là ngày đại hỷ của đại công tử, vậy cô phải làm sao đây? Nói cái gì hả? Nói cái gì không nói, cứ phải nói chuyện khiến ta đau lòng thế. Nhưng mà tiểu thư, ta ta không tin đêm nay Chân Mật sẽ vui. Hơn nữa, ngoài Chân Mật ra, ta nghĩ còn một người khác đêm nay sẽ phải tức chết.
nến cháy song dị ánh đỏ mừng vui. Cuối cùng cũng đến ngày bái đường. Si mê ngắm người trong cơn say, lòng kích động. Nguyệt lão đối duyên ta. Cô gia, đa tạ cô gia. Hôm nay tiểu thư đang có thai, xin thông cảm cho người đang mang thai. Mời cô gia vào thư phòng để tử yên hầu tân nhân. Thế làm sao mà được? Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Mật Nhi, chúng ta phải ở bên nhau mới đúng chứ. Đêm nay là đêm động phòng tốt đẹp, ta phải chung phòng với kiều thê mới đúng. Uống rượu giao bôi, rồi đời này mãi nương tựa bên nhau. Đa tạ tử hoàng. Chúng ta từng hẹn với nhau phải đợi Kiều Nhi đến đã. Nàng cứ yên tâm ngủ, đừng lo lắng. Ta chỉ ngồi bên giường đến sáng thôi. Ngài ở bên cạnh, ta ngủ ngon thế nào được chứ. Hôm nay đại hôn đã rất mệt rồi, nếu ngài thật sự yêu thương Chân Mật thì nên qua với Quách Tiếu đang một mình. Xin hãy qua với Quách Tiếu đang ở một mình. Mật Nhi, chuyện này đúng vậy, cô gia. Tiểu thư đã mệt cả ngày rồi, nếu như động thai thì không tốt đâu. Cô gia sang chỗ Quách cô nương nghỉ ngơi đi. Cô gia, cô gia cũng tốt, cũng tốt thôi. Tử Yên, chăm sóc cho phu nhân cho tốt. Nhưng đêm tân hôn mà ta không thể ở bên cạnh Mật Nhi, vẫn nên sang thư phòng nghỉ ngơi thôi. Tiểu thư, đại công tử đi rồi. Tiểu thư, dù thế nào đi nữa, đại công tử cũng rất tốt với người mà. Tiểu thư đã gả cho đại công tử rồi, Tử Yên
Hy vọng sau này người sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc. Tử Kiến có hạnh phúc không? Tử Yên biết ngày ấy không nở, người cũng không nở, nhưng mà hai người đều đã thành hôn rồi. Tiểu thư, còn tiếp tục thế này, người sẽ có lỗi với đại công tử, cũng không công bằng với Thôi Lệ tiểu thư nữa. Em nói rất đúng. Bây giờ ta đã là thê tử của Tử Hoàng rồi. Nhưng mà Tử Kiến, mật tỷ có lỗi với chàng. Tiểu thư, đời này không thể làm tân nương của chàng được, chỉ đành đợi kiếp sau sẽ bù lại cho chàng. Nến cháy tàn hồng lệ phấn son, tàn hồng yên trì lệ, tình xưa hóa thành tro, chiều chín hóa trần huệ. Trên nhân thế tiêu hồn chẳng bằng nát lòng, đau thương đứt ruột tình chẳng về. Thôi Lệ là người vô tội, Tử Kiến ấy nấy vô cùng, tội nghiệp quá sâu. Rượu giao bôi ta uống một mình, cơn say đưa ta vào mộng kiếm chân tình. Công công có chỗ khuyết, quan yên yếu chưa tài, giống như đời người chẳng thể viên mãn. Tình chia đôi ngã, tình đã đoạn, lòng ta nặng trĩu, quyết lệ ngập tràn. Chân xin lệ bao